Xin chào quý vị và các bạn. Bắc Bộ và Trung Bộ đêm nay và ngày mai sẽ đón những cơn mưa dông do không khí lạnh tràn xuống giúp giải nhiệt, chấm dứt nắng nóng kỷ lục kéo dài những ngày qua. Trái lại, ở phía Nam, khu vực Nam Bộ đang trong những ngày nắng nóng trên diện rộng, khả năng còn kéo dài trong những ngày tới. Lúc này, khối không khí lạnh cuối mùa đã tiến sát tới biên giới nước ta, đẩy rãnh mây dông di chuyển dần xuống, gây mưa lan rộng ra toàn khu vực Bắc Bộ, sau đó là Bắc và Trung Trung Bộ trong đêm nay và ngày mai. Trọng tâm mưa to sẽ là các tỉnh Tuyên Quang, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Phú Thọ, Yên Bái, Hà Giang. Ở miền Trung là các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An với lượng mưa dự báo từ 30 đến 50mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm trong vòng 24 giờ. Do vừa có mưa vừa có tác động của không khí lạnh nên nền nhiệt ngày mai ở cả Bắc và Trung Bộ đều giảm mạnh, với khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiệt độ hạ xuống còn 25 đến 28 độ, vùng núi nhiều nơi xuống dưới 24 độ trời lạnh. Còn khu vực từ Thanh Hóa trở vào tới Thừa Thiên Huế, mức nhiệt cũng giảm nhanh, chỉ còn 28 cho đến 32 độ. Ở phía Nam, đèo Hải Vân, khu vực từ Đà Nẵng trở vào cho tới Bình Thuận, Tây Nguyên và cả Nam Bộ trái lại vẫn đang có nắng cùng với nền nhiệt cao. Khu vực Nam Trung Bộ, mức nhiệt độ duy trì trong khoảng từ 32 cho đến 34 độ. Khu vực Tây Nguyên có nơi mức nhiệt đạt ngưỡng nắng nóng tới 36 độ. Trong khi đó, khu vực Nam Bộ đang là nơi nắng mạnh, nhiệt cao nhất trên cả nước. Nắng nóng xảy ra trên diện rộng tại cả miền Đông và miền Tây Nam Bộ với mức nhiệt từ 35 cho tới 37 độ. Dự báo đợt nắng nóng diện rộng này sẽ còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Trên biển, ở khu vực phía Bắc của Vịnh Bắc Bộ, từ đêm nay, gió chuyển sang hướng Đông Bắc và mạnh dần lên mức cấp 5, cấp 6, khiến biển động nhẹ. Mưa rào và dông ở mức rải rác làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp, còn từ 4 đến 10 km. Còn ngoài khơi, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa và huyện đảo Trường Sa vẫn duy trì gió nhẹ đến trung bình cấp 3, cấp 4, trời ít mưa, tầm nhìn xa thoáng. Bản tin thời tiết tổng hợp ngày 24 tháng 4 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.